Tại cơ sở ở Onfus, trên bờ biển phía tây nam Iceland, CO2 được dẫn vào từ nhà máy điện gần đó để được trộn với nước hút lên từ mặt đất và bơm vào đá ba gian bên dưới. Nước hoạt động như một chất mang và tiêu diệt sức nổi của CO2, đồng thời tăng tốc triệt để quá trình khoáng hóa CO2 xảy ra tự nhiên khi nó tiếp xúc với đá ba gian. Kể từ năm 2012, Capfish đã khoáng hóa hơn 90.000 tấn CO2 ở Iceland bằng công nghệ độc quyền. Mục đích của công nghệ này là giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tại các cuộc đàm phán về khí hậu COP28 ở Dubai tới, các nhà đàm phán sẽ tranh luận về mức độ mà các chính phủ và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng nên dựa vào việc phát triển các công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon để tuân thủ các cam kết quốc tế nhằm khử carbon vào giữa thế kỷ này.